đi Reno bà con ơi. Quay chim nha bà con. Đây, trên đường đi Reno nghe mà. Đẹp không? Lake Tahoe. No, Reno not Lake Tahoe. Lake Tahoe not the side. Cái này cái núi trọc này là mùa tuyết á, là tuyết đầy luôn nha các bạn. Tao. Ghê vậy. Đừng nói là chùa nha. Thiệt luôn á. Nhìn nó giống lắm, vàng vàng á. Virginia nhà thường thường vô đây là vô Virginia nhà nào đào thang luôn. Virginia nhà là exit. Ở chỗ này có tiệm phở trên đường này phải không anh? Dở bị gãy đổ, bị đê dậy rồi. Có tiệm đó hồi xưa mình không có chỗ nào, bây giờ sao lại lại chỗ đường Spark gì đó đã ở nhóc nửa đường gãy gánh. À, giờ không còn gì chơi. Thế bây giờ nó nhồi quýt nữa. Không có đó, nó làm gì nó không có optional, không có thêm cái thành đó. Và giờ nó gì nữa. Thành phố đẹp vậy. Cũng giống đó, kêu gắt vậy. Reno, Secret Guess. Cái gì à? Đi qua nè anh. Lại chiên nghe mà con. Cái chỗ đó đó. Chỗ cái điện thoại của anh làm ướng cái đường của đêm coi quay phim. Cái màu đen anh không xài, anh cắt xuống em nâng được không anh? Thank you. Casino, casino. Casino in Nevada. Reno. Hình như cái chỗ này nó dễ apply for anh Kasi à. Cái thẻ của anh là apply cái chỗ này. Nó ở cách xa nhau một cậu. Xa thật xa mà lại nó đang là một tiểu bang ha. Em tưởng tượng nó đi ngược đường với nhau, thấy không? Follow lên parking lot. Thấy cũng như đây luôn nè. Dạ ha, ở đây. Chân hồng đứng con đi mà. Hotel fucking lot here. Không có nhà ở, đi vô khách sạn ở đợi. Ở đợi. Kisia. Ở đợi. Ở cho đỡ. Xe parking hả?
Cái bữa này chắc rắn không đến nổi. Ôi chắc là cũng mắc cái giống như vậy nói gì rồi thôi chứ. Nói chim nha, là chim ngáp lớn thế. Cẩn thận chứ. Ăn câu view mà. Mê. Không có view ra. Quay đi xe. Anh chàng này làm gì đây sao? Anh làm gì à? Đây được không? Phải kết bạn với cui là cui cho một trái chim mày. Phải là bạn với cui mới cho chim. Trái chim. Cũng cho trái chim nào chứ. Lên đợi đi. Đi thang máy rồi. Sao quá kinh kìa, bị tay tà tà lên. Con là chống ngủ chiếu. Chè đậu rồi. Con giận. Nhớ có mùi thôi nôi nha. Chè đậu. Đẹp như cái người thời đó, cái dùng đó người ta. Rồi, giờ kéo đồ vào. Ngủ đêm ở đây. Mấy bạn rủ lên đây là ngủ free hotel. Okay, let's go. Không lên phòng á, lên phòng á bỏ cạc nó mới lên. Nhanh dữ vậy? Bây giờ Việt Nam. Mình đâu vậy? Lấp đi hả? Lấp đi. This is Lappy. Lappy đây hả? Anh gì chị? Không. Thời gian ai là vàng bạc. Nó nói thời giờ là vàng bạc. Tiền vô hả? Mình lớp lên đầu năm mới xe nha. Lâu năm. Mình năm năm si. Vô tới casino rồi. Hi. Trong này thì nó có trong những cái sòng bài như thế này thì nó có bar, mấy cái quán rượu, mấy cái nhà hàng ăn nè, chỗ này bán thịt bò á, chiên nhiều thịt bò, steakhouse. Bây giờ mình đang đi xuống ở chỗ mình đi check phòng. Yeah. Đẹp không các bạn? Đây là tháp Eiffel nè. Tháp Eiffel đây đẹp không? Tháp Eiffel ở bên kia. Nhà hàng nhắc này thấy chưa có thấy ai ăn, chắc người ta còn chơi bài. Game. Đây là có những cái máy chơi như thế này nè các bạn, máy game nha. Đây phòng ăn đó, nhà hàng đấy. Đây có món ăn Mỹ và Tàu. Trong mấy đây có những cái máy chơi nè, Eldorado đó. Cái hotel này là cái tên là Eldorado đó các bạn. Tên hotel đó nha. Tên cái khách sòng bài nhé, xin lỗi. Tên sòng bài là Eldorado. Ở Reno. Reno với Lake Tahoe nó có similar cảnh giống nhau. Đây là khách hàng vừa ăn. Đây có bức tượng người cá đẹp quá nha. Mình sẽ đi xuống lầu để check in vô các bạn. Nè, quán nhậu, quán uống rượu. Đẹp quá. Đây quán nhậu với ăn thịt bò. Đi đẻ
kẹp lại mấy cái ba người đẹp nước lạnh uống đó. Yeah. Nó cho liền à. Yeah. Cái lấy cái ly đi chở luôn nha. Yeah. Mình đàn ông thì kỳ lắm. Đàn bà thì không sao, phụ nữ thì nó cho liền. Đàn ông thì phải cho tài tiếp. Mấy bạn này biết mà. Giờ em nó vô coi nó sắp hàng vô nó check in. Đang check in. Chờ em gái đây nha. Có ghế bên kia ngồi kìa cưng. Đây mà hồi mình lên thang máy, đây để em lên phòng ngủ. Không. Tại vì đây phòng ngủ chiều thứ bảy, tranh thủ chiều thứ bảy mà đây là một cái phòng có hai giường nhưng mà cái này thường thôi, còn bên em kia thì là suite đó. Đây toilet bị chấm nhanh đi cơn nè, đó toilet toilet chỗ hai cái chỗ rửa, cái chỗ rửa mặt lột xấu về nên sống á, lột xấu về nên sống á. Cô em nó đang soạn sửa soạn đang tắm rửa rồi đi tà tà xuống dưới lao ăn uống mấy bạn đi chơi mấy bạn đó. Đây là cái hotel mình ngủ nè, Eldorado kinh điển à. Ra là tại vì nhà bạn luôn gần gần đây nè. Nhà bạn nó gần đây nè. Đó là parking lot đó. Nãy mình đi bộ băng qua cái chỗ bên đây nè, qua bên đây là bên đây là hotel, bên đó đó. Cái này nửa tiếng hồ. Là đồ anh em vui quá. Là parking lot chỗ đầu xe. Anh em vui quá, vui quá. Đó thành phố Reno ban đêm, sơ sơ một góc đường. Mình ở trên lầu 20. Tầng 20, 22 chứ. Đồ, mình lầu 22. Ở nhà hả? Ok, để mình chuẩn bị khách sạn rồi mình đi xuống dưới chỗ casino. Có thì ăn uống gì không? Tạm biệt cái khúc chỗ này nhé. Còn đây là cái phòng suite nè các bạn. Đây. Cũng có cà phê nha. Ok. Cũng có cái shower. Shower đứng đẹp hơn bên kia. Đó, còn cái rửa mặt thì hai cái sink. Đó, mình ké vô chút xíu. Đây giờ đây là cái tủ quần áo. Đó, tủ quần áo nè. Mà có cái máy để mình để các đồ riêng của mình nha. Tủ sắt á, nó gọi là tủ sắt. Nó có thêm cái tủ này nữa nè, cái tủ này là cái gì? À cũng để cho mình đựng đồ thôi. Và một cái tủ lạnh nhỏ trong này. Đó, tủ lạnh nhỏ nè. Còn đây là phòng ngủ đây. Đẹp chưa? Giường king bed. Một cái bathtub nè. Cái kia đây dọc cho em đem quảng cáo. Siêu gì? Đó, cái này có massage trong này nè anh bà. Trong cái phòng có hàng cây để tắm nhá. Đó. Và đây là cái view mà mình có thể nhìn ba góc luôn. Đây mình nhìn xuống nè. Đấy. Nhìn xuống cái đường dưới nhà dưới này nó chói lên quá các bạn ơi. Đó. Bên kia là circuit hotel. Circuit casino.
Dạ dạ. Ủa mình không có đem rượu nho hả? Có nguyên một bình rượu nho đó. Có không? Em uống rượu nho, em uống rượu nho à. Bình rượu nho đâu? Góc bên này. Để bớt quá giàu. Này các bạn. Đẹp ha. Nguyên ít nè, đẹp ghê không? Vậy là ăn được kia một ly thôi phải không? À, có cái màn mình rô bằng bấm nút nha các bạn. Bấm nút ở đây nè. Bấm nút cái nó rô mấy cái màn xuống nọ cho và kéo à. Từng tiếng chưa? Thấy chưa? À, bên đây nè, bấm cái bên này không xả. Đó, hai cái mình rô xuống hết nè. Đấy không? Đó, sweet special whip luôn nha. Chứ không phải sweet nè, whip luôn á, dữ dằn chua. Rồi, rô up anh ơi. Đây mình vô cái phòng VIP nè, phòng VIP nè, có lavuzi đây. Đấy. Cái nước mà phòng ngay góc này nhìn ra ba góc luôn các bạn. Của thành phố Reno. Chơi tua, trước chơi gấm, mình chơi là chơi tua và tao quả không có thắng.
Lương Nguyễn chỉ thôi. Không, anh vẽ cho Lương Nguyễn rồi. Rồi đó. Lấy Nguyễn một thì thỏa mất công nhờ nữa. Để cái tô đựng. Đó đi. Cái tô hấp. Cái tô hấp. Mới làm cao á. Ở ngoài cái cầu là ghen tị quá, nãy thương vợ, chiều vợ. Phải đau tâm được lần một rồi, Nguyễn lấy nữa. Chịu ẩm. Bận lắm, bận ăn, bận nhậu. Dạ, phải là bình thường. Bà thích vậy chứ không có. Đâu mới cái nghĩa mình lại lắm, vẽ lại lại lắm. Ngon. Em ăn này nè, còn ăn ngay một cái một luôn vậy đó. Rồi thôi. Giơ tay. Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Không được lấy không? Ở đây bên này ăn một ăn được rồi. Nương tay sạch không? Ăn cô quá trời. Bữa ba ngàn dớ. Bữa ba ngàn dớ ăn banh gà. Rất luôn. Không biết. Ăn gì? Lỗ tí chứ lỗ. Qua không thích ra. Dạ. Qua tắt cho ta. Ừ, qua không lo không? Nè, góp tôi đi. Góp tôi đi. Qua nhà chơi con nó nấu con này thôi ăn bánh. Ở đâu? Ừ, không biết. Ở đâu đây? Lỡ nó có hả? Trụ nhiều lắm. Mấy người bên đó nó cũng nói nhiều, bên nhiều họ lắm, nhiều họ lắm. Anh biết anh ba chữ không ta đâu biết hả? Ba chữ cũng đang lát lắm. Ồ vậy hả? Nghe tên quen mà. Biết hả? Nó nhà chơi mà. Ủa vậy hả? Ba chữ chắc chắn lát à? Em nhớ tên ba chữ quen lắm à? Giờ mặt mặt lắm. Đúng không? Phải không? Giờ mặt mặt. Tôi nghe quen, nghe tên quen thôi mà không biết. Chính xác là nhớ ba chữ là mình có nghe mà lớn lớn tuổi bao nhiêu tuổi để con nhớ thôi đó. Chắc mà dân Kỳ Vinh mà tướng còn cao còn nó tối chắc hơn hơn nhiều có gặp rồi không nhớ là gặp đâu nói chuyện cũng liền không bây giờ bao nhớ tôi ba chữ gì luôn hả ta tại bữa đó hình như ai nói ai đó cái nói nó ở dân Trà Vinh ủa ông không dân Kỳ Vinh à dân nhớ là lại coi đúng không không biết đâu hả ông ở với Long Toàn ấy chứ Long Toàn khỏi Long Toàn ấy chứ Long Khánh qua khỏi Long Khánh luôn rồi đâu năm ở Lâm Vĩnh à Lâm Vĩnh Lâm Vĩnh quê của Quỷ hình như cũng lớn tuổi rồi đó đúng rồi lớn tuổi ngày nay lại nè tài lợi nè tài lợi qua khỏi tài lợi tài lợi thì Long Khánh ủa Trà Vinh nó nhiều lắm vậy hả không không ừ vậy là chứ bằng vậy là chắc ngay gửi bà Nghĩa rồi rồi chú Nghĩa cũng long long dữ lắm nha ừ không thì chỗ này con không gì tới thì long gì đâu Mỹ Long cũng Mỹ Long cũng Long Mỹ cũng Long mà Long cũng Mỹ chỗ nghe em nãy gọi em mới qua nằm qua nó gọi rồi nó ở đó Mỹ Long ngoại nữa không ra từ liền mấy cái ba tư ông gì ba má từ liền rồi đó bắt ba má bọn bò nữa mà có biết được cái đó thì biết hết lúc trước ngồi đằng về đó gọi thì vợ chồng nhậu vui chơi lúc này không ai lúc bon còn ở với bà vợ một lần không? Ừ. Bà vợ mình gặp ở bên đó. Tao với mày cũng chưa phải nước chứ phải làm sao mà ba mình cũng gặp một ngày. Hả? Sao tôi với Du với bảy nước giờ không có vợ luôn. Tôi với Du bảy nước chứ bên sao mà vợ mà vợ mà bảy nước là con kéo luôn á. Con ai? Có thằng con két rồi. Đó chị Nam hả? Vợ mình chị Nam hả? Ở đây đó hả? Dạ. Ở đây bà nào? Chị là trước con là đây nào đây đó. Có một người một con nào giờ có người đó. Rồi. Bị đụng xe chết hả? Không, nó nằm ngoài đường nó ngủ không. Ủa sao kỳ vậy? Yêu trời hả? Chết nhiều cất cái chết bạn sẽ đang chết thì vậy gần tao không hồi vẫn gần tao bốn năm tháng không có gì không đợi rồi có mười mấy năm trước rồi
Nó bảy là nhậu nghe mấy chuyện vui vẻ rồi mày luôn hay nói chuyện nó mấy người già tà cả quá vất vẻ rồi chút mày là có anh vậy đó anh vậy đúng anh vậy ta nào vậy đây yes. Đúng không không như cụ vậy đó ừ. Cụ non đúng không hả cụ non cụ non vất vẻ thằng này vất vẻ thằng kia đây mày tao nhau ngồi bàn cá bấm còn bị tơ bấm thòng hoài tổng người ta bấm cãi ta rồi mắc lưới nó hoài nó là chính diện nó đủ đó. Không phải một người không phải ông ghét không phải ông ghét hiểu không nhưng mà cái tật hay kiếm kiếm gì phải nói nghĩa là ta đây là biết hết trơn vậy đó là cụ non đó tôi có ông chủ ông ấy chứ ông nếu mà còn ở Quỳnh Anh ông ngon lành nó đâu có mà tại sao Quỳnh Anh bỏ ông ông bỏ ông bỏ ra ủa trời về Việt Nam không tính là cứ tính bà nào vậy con của ông bạn không sao mà có phụ mà sao được không được mấy thằng diện lấy con của anh bạn à, thì thằng bạn nó muốn gả con nó cho không anh đừng có bị à nghĩa là gả là mấy gả rồi mấy tiền gì đó à làm tiền chắc làm tiền gì đó đại khái vậy rồi sẽ mới con mà được mới không mới làm được ừ. Rồi sẽ quản luôn mà bà Kim Anh này nói thiệt xin lỗi tôi nói bằng xin lỗi tôi mà đừng có nói là nói cho mày trời đó tôi cũng không sợ nữa ừ. Ủa mà bà Kim nói mà lấy bà Kim Anh này đâu với nó ngon lắm chứ ủa mà mai phước mà ủa mà bà Kim Anh này cũng đẹp chứ đâu xấu đâu tao không dám nhìn rồi biết không tướng tá nó cũng ngon lắm làm tiền bạc được đó rất chuyện tôi không có lấy vợ cái nước đi thôi không à anh không à em cũng gỡ cái nước em cũng gỡ phí rồi nghe em phí rồi à em cũng gỡ cái nước rồi là chẳng phải có làm sao mới đầu tháng rồi tôi về rồi bà cũng là chắc có chị Nguyệt có khác không hai người đó là chơi nha hai cặp là không chồng nếu mà đối với mình chơi thì không ok nhưng mà đối với bảy nước là phải ok chị bảy nước nó xấu quá nó xin lỗi cũng không vợ má bảy nước để là bác gái để đây bà mũ cái gì mà mày vợ sao vậy thì khen ông thầy đẹp trai hơn kia rất là khen mà khen không mà có thể quần anh á đối với trai này á quần anh chê thiệt còn ngặn mà đối với bảy nước á ông quỳnh anh là có giá đó nói thiệt mà không người đẹp nhớ không đúng không không đứng mình nói gì nói chuyện không phải mình nói chuyện tào lao người ta nhưng mà cũng bỏ ba bán thịt cá vậy trong chợ bắt cá sắp bắt cá không phải giờ bán quán gì đó. Hôm sau này mới bán qua Tugo. Chưa ba chạy. Ủa, chạy. Ủa chạy. Không phải. Chồng nó chưa. Chồng trước nó. Chồng trước bạn. Chồng trước của bạn nó thì bán ở chợ cá. Ừ. Ừ. Đó, nghĩa đầm được không hiểu không? Đi theo bà Hai Nguyệt ha. Bây giờ cặp phải chung. Tôi thấy bẩm là con này có vợ nhất đi cho đó mà gà bây giờ đó mấy em vợ nhất nè Quỳnh Anh nè bà Giang Huệ còn bà mà bự bự con cao lớn người nữa còn giờ anh Minh Lữ giờ đó là anh đi vô cái vô băng luôn hả vô băng á bảy còn Xuân Giang không thấy không Nam Y chứ băng Nam Y cứ đụng cắt nhưng đấu đồ đấu là vẫn luôn ổng bệnh năm nay rồi ổng không về được nay Việt Nam được đâu không đó như còn khách sạn gì đó còn khách sạn ở làng cá ai đứng mấy đứa em là kinh doanh rồi mấy đứa em kinh doanh hết luôn xe du lịch đủ quả đầy đủ hết trơn mà quá em nó là nướng cao như nướng thịt sơ thôi để chồng nướng chim sơ không à? Nướng mà này nướng sơ thôi, ta nướng không nướng là chiên chiên để dầu vô cho cái gì chút chút cho nướng cao nướng bao lâu nhưng mà phút mà nó quay là phút gì lắm nên má quay ngon hơn là chuyên ngon hơn nghe bắt buộc ngon hơn ngon hơn nhưng mà đúng là dầu nhưng mà để lửa thấp cái này là trước thì cái đợt sau qua lăn lỡ đấy cho riêng mình là cái đợt sau mà mới ngon còn mềm nó mềm lắm
Em có chị bạn chị cho khôn giống làm giống kiểu vậy, nhưng mà gia đình vậy á, ở Phan Thiết á, ở ngoài đảo á, có ghe tàu á, cá bóng mú mà lấy toàn là lấy phi lê làm vậy không, trời phải cho em làm ăn ngon ướp cái gì đó nó không mặn mà nó không còn hồi đầu trước phải cho thêm một bọc gì nè phi lê dài cá mà cá cái gì cá nhặt cá nhồng á, cá nhồng phi lê ra không có xương nhận miếng luôn, rồi nó ướp vừa ăn rồi về chiên mà ăn với canh. Tôi nói thiệt á, nếu mà biển thì có mình đi mà khơi khơi khô giá thì là qua một thiêu mà bị bệnh thiêu, có nhiều khi tăng khô lắm tăng mà cả bán là bị sao ngọt ngọt lắm chỉ sao gùi á mà biển nó làm như bị gùi nó ra bay không tới rồi sao nó bay rồi sao trao nó ra được ngoài được thôi thôi giữa đường hát giữa đường hát dầu gia đình là bay nổi tới mãi mỗi lần về hả có là có chàng là nó đã dùng cái bàn rồi. Làm, để mãi để đồng đó thôi. Đá từ những ngày mới mà không chết thì có làm hai ngày chết hả? Đi về Việt Nam á, nguyên vợ chồng con cái bằng cái sách thùng cá gì đó. Kìa trời ơi. Nói với phải là đồ ngắm chơi mua đồ á. Trời ơi, một cái này là ngon quá trời, đâu bỏ được. Biết rồi hả? Biết tại chiều anh ăn cơm ăn với cái nước, nước Rapids mà. Ba cái nước thôi. Bây giờ anh nhỏ cái bánh bì rồi. Nó chấm bánh bì cũng ngon lắm. Đó rồi, hết sảy luôn, ngon. Bà đang con tao thích ngon lắm, muốn ăn bánh bì. Ăn bánh bì no mẹ rồi. Ok nữa ra. Cũng ngon. Nếu mà ăn sáng thì chắc là tôi vừa tôi mua, tôi mua. Mua hết luôn, mua hết cái bản mà. Ôi trời ơi. Cái gì? Nhiều quá. Cái da mũ á, có cái da mũ á,
Nên bé đậu, bé đậu mới order đồ về thêm, nó không nói nghe quá trời luôn. Không chụp hình thôi, lấy xuống. Quá xa máu. Trời. Trời ơi, dưới xong người ta chứ xanh nè. Ủa vậy hả? Có cái tia đông trơn chứ nữa. Ờ, Weekday nữa. Nhìn mấy chỗ trong bài cũng ít người nữa. Weekday. Có mấy, có bạn hay bạn nữa, dùm dùm, không có ai. Weekday. Dạ. Chắc có thể, ồ, bên này nó có gì thân thân, lình gì đó. Thân mình gì đó. Thua mình nè. Mấy nó quấn nó đầu chồng, thân mình. Thì thi gì á. Ờ, thi đánh bài hả? Nó nhéo ông xùm men, lo đó. Ờ, lắm rồi, xin thân mình. Đúng rồi, nó nhéo ông xùm. Cứ như là ở mấy chỗ khác, cái này ở này chắc là gì đâu. Giờ ở đây luôn anh, mà cái đặc biệt của nó, cho những người xa tới. Chắc vậy nè. Thử gốc thôi. Ăn thử chút chút mềm mềm thử thử anh. Hả? Để có mềm mềm mỹ anh. Chết mười hai, cắt thằng tư, lại cắt thằng tư đi. Cái này cắt step nè. Nào kia cái gì? Rocket. Không được trả phá luôn. Không, chị không ăn cái chai đó, nãy cái chai bình thường. Không, lấy chai mình đem về các cấp bình trước xong đụng mình ăn mẻ này đi. Gãi qua cái này mình bỏ 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 phân gian. Ờ, vậy hả? Ờ, cũng được rồi, sao? Cái đó ớt á. Cái đó ớt không? Sao nó pha luôn, nó để cái chất khác luôn. Dạ, giờ lúc này chơi ngon lắm. Này là sót nha, nó sót nè. Này là có sót. Bây giờ chép chép mà có ớt gà luôn. Dạ. Gà mình đó hả? Ờ. Là có hàng đó là. Gà vô luôn. Từ sáng này tới đây hả? Cái này nóng hay người. Ừ, ăn đi. Cố đi. Ăn trước. Đừng chờ chi nữa. Dạ, nó nguội không? Chúc ăn cho lấy lấy sao cái này thế không? Không ăn cơm. Dạ để em cơm có công việc không bận. Nếu quên chứ nó không nó ăn mà nó bỏ lạnh. Chắc có đầy bột. Nó có ớt ớt không? Mấy bữa nãy chở rồi bỏ đâu đi. Nằm dưới đây hả? Này 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 cái này. Ai không? Không. Cái không? Cô cá ngon. Đó trong đâu là trong crop được hả? Trong cái cho nó cái cay. Ăn ngon. Ăn ngon. Không. Cho cái cay. Rất quá chạy luôn không ăn. Yeah. Bỏ đây nó hay cần nó. Cho nó cay cay, nó thơm thơm được rồi. Đâu. Dạ nó chín ngon. Ai đồng cử. Thấy mà lên chân là tôi buồn ta mặc xe 32. Rồi. Không cho lên nữa. Không có nói ô 32 giờ chặt quá mua 33 không. 32 nó đi. Tới giờ luôn hả? Để ai thay mai mai quên. Không cho. Tao cũng 32 rồi. Ừ, cho nó tới đây. Bà mà nói. 32 nằm ở dưới cái gối. Đó là gối đó, đó là gối à. Thì bỏ gì? Nó ăn cũng vậy. Ờ, quay lại coi. Nó giảm cái gì chứ, quên được anh. Mình cũng vô quá trời mà. Nó từ bên học có lên hết
Ngồi ăn ngủ gật kìa. Dạ. Qua đâu có thức khuya đâu mà. Nè, ăn ngủ gật. Không, tại vì nhậu người còn rượu bia. Trời ơi, đi đâu mà uống rượu. Vậy hả? Là muốn giữ mà ổng chết sớm thôi. Điều đó, ba điều đó mà muốn bị chết thế. Không phải. Tại hôm qua ông uống á, ổng che miệng. Cứ người ổng uống che miệng như nào. Chi vậy? Ví dụ bạn bè chứ đó bà con vậy không? Bạn đảo hai ông khác khắp rượu chung. Trời ơi, làm gì? Khắp rượu. Khắp rượu cái đã bán á, có hơn. Đâu quá, đi ăn khắp rượu đi bán. Khắp, khắp. Khắp rượu. Là khắp rượu à? Coi như là rượu á. Ờ biết nấu hả? Rồi. Rượu cắn á. Dân Việt Nam mình qua bên Đông là hiểu gì cái này nấu rượu nhiều lắm. Bắt có nấu. Mà nó có cái gì dưới cái ngoài cũng lên lấy vào bắt cọc khúc mà vâng là cả sâu quá bên kia sâu quá khúc mà mình kéo lên mà hỏi nó mình tưởng ok quá cuối cùng cũng thất bại luôn sâu quá không nếu mà mình gà mà ngay chỗ đó đó à. Kéo lên ngay chỗ đó thì không đứt bị mình kéo vô rút ở trong này à. Rồi mình đâu biết chỗ nào đâu mà mình không kéo. Bỏ nó bỏ chỗ gần nhà cái đít nhà hàng không? Có ngay đít nhà hàng. Đây nó bỏ mình đâu cầm nó lại chỗ đó đâu. Ngay chỗ xuống tàu với chỗ sông lắm. Rồi kéo có đồng sáu bảy gặp gần thùng á. Ở chỗ đó hả? Ở chỗ nhà hàng chỗ mà đít lại còn mất lại đó. Chỗ đó là mà sâu giảm hàng. Sâu lắm. Đi mà đi quá sâu chứ sát phải sát cho trong bờ kìa. Phải thả thả phải tập cái cầu mình lên xuống tàu quá là tập sát luôn. Không thấy hạn này nữa. Mua ở chợ rồi ăn sao gì? Nó là ở bên taxi nguyên thùng vậy. Có mà sao rồi. Giờ cho chị nó ngon. Sao tổ nhiều lắm nên không ta tổ lấy phân. Tổ mà còn xả nữa. Trời ơi, hai cái sợi xả. Sợi. Cái sợi thơm à, tô. Rồi là hai bịch xả làm lán luôn em. Đâu có. Ờ không được phần ba bịch. Ờ nhưng mà tỏi. Tỏi thì nhiều. Cũng không nhiều cũng. Từ hai dĩ. Hai dĩ tưởng đâu là hai dĩ ít dành nó ép quá làm quá nhiều là có dĩ à. Ờ vậy hả? Ờ thấy không? Nó nhiều lắm rồi. Sao mình xào lên nó nhiều dữ vậy ta nằm ở trên á. Bên bà nghĩa đó. Phải là dập cái ăn miếng tỏi nó thôi. Đạp dập rồi chị băm ra nữa. Ừ. Làm cái chơi được không? À. Nhỏ lắm đâu, nhỏ lắm. Nhỏ ăn nó không trúng nó không. À.
đập dập nó đã, nếu mà nhiều người đập dập. Nhưng mà anh phải bầm nữa. Để nó lại vậy. Tụi nó bầm đó luôn chứ gì, thấy không? Đập rồi còn bầm nữa. Tôi kinh nghiệm từ đây tới tao, tôi mà có khách sạn ăn tôi không cho nó động vậy, coi phải được chứ sao lên ăn nhậu phòng tôi không cái bài không nghe bài nói nãy tao rồi đó bằng mà bữa hôm nay mà bằng nó cho thuốc ở trên nó bằng mà kiếm bữa đó ngày lễ nó hết phòng rồi. Nó đưa mình cái phòng ngon lành. Giống như là Vivo thì tại vì nó hết rồi, bây giờ nó còn cái phòng lớn quá nên phải nhét lên cho mình. Mà mình về nó hết cách phải cho phòng đó đâu, phòng đó đâu. Rồi đó, thấy cái người đã cưới rồi. Không dữ lắm. Nó đưa lại ba phòng ngủ, em nghĩ còn hơn bự hơn cái nhà mình á, ba phòng ngủ là phòng khách nữa. Cũng này luôn hả? Cái này mà thuốc ở trên thấp á, là 56 nhớ nó cho cái phòng VIP mà bọn ấy có ngàn rồi ăn nhậu không chú bài lộ tới được thì đó chị nói mà mất làm chủ biết à, cái đó là cho mấy người gặp á. Mấy cái phòng đó là nó cho mấy thằng VIP á, mấy thằng chủ quầy rồi đó, cưới mướn một phòng là 700 đô đó. Mấy cái thằng đó là biết không trả là người hơn quá hoàng này cái thằng này là 300 rồi này nghĩ rất dài dài 300 rồi á, nhưng mà đôi lúc cũng hoàng đó đó nó không có trong bước nó dành cho những cái biết quyết như là ở Macao Hồng Kông hay là Singapore rồi nó gọi qua là ê ta cần phòng nó qua 4 bài nhau là nó sợ cho thằng này là một cái thằng dài một cái quầy thì nó uống rượu nữa quá trời bởi vì nó đưa mấy bạn nó chưa uống một cái bàn ghế dài ngồi cả chục người nha, cái này mười mấy ngàn à, ba phòng ngủ vô phòng khách cái là dòm thấy bàn dài một cái quá trời luôn. Thường nó có cái bàn ăn mà em gọi con bé nó nói bữa nay tại có sơ lên mình đó à, không có phòng biết là không có phòng này nữa đó, nó nói kiếm như vậy tại vì có cái nó xa tới nhớ biết này mà người Việt. Dạ. Có cho nó chút đỉnh người xin cũng 20-30 nữa. Tội vô nó gặp nó đâu. Hả? Tội vô nhau đâu chứ nó nào đâu kiếm. Mình rồi em nhậu em 85 hả? Không biết 85 độ mà nó ở đây là bất kỳ vào kinh hồn. Nó không có lợi nữa. Nó kia chơi có lợi, không lẽ lên đây chắc ai mà không chơi. Công nhận đông lắm hả? Đông. Shisha. Đông. Cái chỗ hồi nãy mình vô chị thấy nó để Shisha mà, và tại sao giờ vô thành cái hotel của El Dorado rồi? Chưa hiểu. Đi qua thì nó là ba cái. Ba cái trong bài. Rồi tới siêu quà rồi tới nó vô siêu quà. Ba cái này chưa. Nó nằm hồi đó nó chủ kia mà giờ nó không chủ. Chạy xe mô tô mà nắng trong vòng tròn kìa nè. Trời ơi nhớ rõ vui rồi. Có phải còn xô nó. Dạ. Nhìn cái mùa hè nó có hát xếp rồi đó. Nó con rồi nha. Ở đây chắc cũng giống này, chỗ này thôi ha. Còn xa xa có dòng thuốc kia phải có nắng gì cờ bạc ha. Mà đâu ra mấy cái lớn lớn nặng hoài. Mà hồi đó giờ ông thấy là cướp trà băng nè. Cướp ngân hàng, cướp mấy cái ngân hàng chứ đúng không?
chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ cướp trong cái sông bài này, chưa bao giờ. Tiền nó dữ lắm mà chưa nghe nói cướp. Thầy đi camera nhắc tôi sao cướp, không biết tại sao. Một lần đụng máy cho tôi tưởng tôi đụng ở tù rồi, không biết á. 11-12 giờ khuya, 1-2 giờ sáng nó mặc đồ, nó coi nó uống rượu mà mình mẩy nó không kinh à, nó giống như homeless vậy đó. Nó vô trong bàn kia nó kết tao men, you drunk, you go home. Mà FBI đó, để tôi nói hết nha. Ly mẹ, cái hàng xịn đó, ba đồng một ly ngủ đó. I have only 250, please man. With the last one, just may little bit low, 250. I'm going home, okay? Nó nhả giả sai đụng quá, ngồi kế tôi đụng giả sai dữ lắm. Cái tôi nói đụng, tôi nói ok, ba gì nhở? Cái còn ba xin đừng, no. He drunk, that's enough. I appreciate it, man, but you know, don't, please don't. He drunk already, let him go home. Don't want him anymore. Tôi đảo hai cái vòng trở lại đụng, thấy nó vô chỗ nó suy tiền, nó mở cửa rồi bờ rồi, lúc đó là một giờ sáng. Đụng tôi khó tầm nó đụng không, cứ tỉnh nói là tao cái này đụng quá, cướp trong bài nghe này kia hát là chết mẹ rồi. Ô máy vô tù liền. Ô mà tôi khó tầm về tôi kể nghe, tôi mà đừng cứ tờ tình trẻ là mấy nữa đụng chết á. Bởi vì tôi nói không ăn cắp, ở đây cứ không cướp mới được. Cướp không được, nó mặc đồ giống như tôi, nhiều khi mình biên, nhiều khi mình đời, nhiều khi vậy đó. Không có cướp mới được, chúng không đó. Bữa lắm, lát mới gác tiền giữ nó có làm cướp, đám cướp. Hồi đó giờ ông nghe tin tức là cướp một sân bay, quý nô lát giá tiền chưa bao giờ nghe. Ai tin vậy? Cái đã kiều qua nghe vụ mà tại sao mà nó lên mà nó đem cái lớn lên trên lầu cả tác 50 người á. Lát giá. Lát giá đó. Đó là không cướp nhưng mà nó tên trong thấm lực lượng công hiểu không? Ừ. Hồi tôi có hay á. Nó có mô không khí trong. Lên bên. Trong một con antenna trong. Cái kiểu nhớ quỷ vậy. Anh em đi xe thù mà đi máy bay, cô bán mua đi máy bay. Ngồi nhậu nè, kia nói chuyện sóc sóc để sáo sáo để em vô trong cầu em gác cái súng đấy. Mà trời mình đi máy bay sao em súng qua được mày? Nói không em giả là từ miếng ở trên thì em vô trong mua gác lại rồi. Sao nghe quỷ vậy? À, mà nó nói là biết sao rồi thằng buôn đó, thằng cá thằng buôn á. À biết mua à, mua kỳ lắm, cứ nói cho qua đó. Bạn nói bạn nó cũng dữ dằn à? Ừ, ơi, ơi. Nó nghe này nói vụ gắt trúng gắt trúng cái nó cắt ra nguyên một bao luôn, buồn á. À, bao quá nó đổ ra mấy chục cây luôn. Mày trúng nào có này, có cắn cái này. Buồn vợ đâu? Thì xin thầu. À, má tướng tụi con của mày cái thế bệnh. Thằng nào mà thiếu tiền cái bạc đó cầm 50 đồng nó cũng cầm, trăm đồng cũng cầm là trúng ba trúng á. Đẩy một bao luôn mấy chục cây. Không nhận nữa phải nói rồi. Còn thứ mùi nó cũng dữ dằn lắm. Ủa anh không cảm nhận. Cái bên nhà mình đó. Cái cửa hình như chưa đóng. Mình đóng cửa sát đó nha. Mình đọc lại cho ra đâu nãy nó thấy hở đó. Để tưởng là để chờ em về đó. Ta lấy đá chị. Cầm chạy rồi. Đó. Rồi thắp ra được mà biết anh. Đúng rồi, đang lấy đá. Đây. Kéo lại chút xíu. Đi ra. Đi bộ ngay ngay. Đi ra. Anh phi thân qua đi. Ba anh đẩy sofa qua đây chút xíu. Đẩy đi, đẩy qua chút đi. Ừ, đẩy qua chút đi. À, nói đậu nó trời ơi, nó tái xa quá trời xa. Giờ đến tái xa quá. Đi có ba bước tới mẹ lại. Đó. Nó đi vớt một bình xăng cái qua, trời ơi đang ngồi nhậu tôi nói che cái lửa lại ăn mà đốt đốt tiền hết biết luôn rồi rồi lắm chơi bình xăng cái đó rồi bắt đầu nó thảy rửa đốt rồi ngồi nhậu tự nhiên qua ngồi nhậu bây giờ mà tắt tình dễ thương lắm à
À, không đó, tính tình nó đó với bạn bè anh em nè. Thank you, no thank you. No. Anh em dễ thương. Trời ơi, nói gì? Cô ăn sữa ăn chả? Hả? Cô ăn sữa ăn chả? Không, cái nhà của nó nghi cái nhà nó ăn cắp xe của em Út ở đây. Nó đốt, người ta chứ là phải là đốt để ăn nhà mình đâu, đốt nhà người ta. Thấy nghi rồi đó nghe, thấy giết coi. Bị gì đâu qua xe, gặp nhà đó mà bị mất rồi đó, ra đề máy xe mất rồi. Nhiều khi chỗ khác lại nó lấy. Yeah. Thường á, cái chỗ gần ít bao giờ lấy. Không bao giờ nói trong cái số mình ít khi nào mới ăn cắp xe của người hàng. Đúng rồi, quay đi số khác. Tập lý như vậy đó. Tại vì số mình mà nó cắp mà biết ra một cái là mặt mũi tôi sẽ dùng ghét luôn. Giống như hồi đó mới có ông đó ăn cắp xe nó sẵn nữa. Chạy đi, nó ở San Francisco mà nó qua nhà bên nương thôi. Mà nó canh đường nào cũng hay mà nó có một chiếc giống thịt của mình luôn. Hai chồng lấy xe anh đi bỏ xe ngoài đường để bán á. Cái hai chồng tà với dẫn hai đứa con theo. Còn ba chữ. Đánh con ba chữ cũng xe sao ủa sao nó xanh mịn vậy hả? Có ngó có hồi đi nó em ơi xe có mệt. Rượt theo. Anh đi rượt theo lấy cái xe để ngoài ngoài đường bán á. Vừa gọi sáng. Mà thời đó đâu phải ai cũng có xe Lamo đâu. Đúng rồi. Chị ở Sacramento nè. Mới về thôi. Rồi chết. Bao cảnh sát chọc đầu hả? À. Niêm ngược đổi luôn. Chứ là nó chạy. Đang chạy, rồi thấy nó chạy. Đi về nhà. Cái đường ở trong nhà. Cái xe chị bỏ xe bán ngoài đường. Thì đi vô thấy thì cũng kìa. Mình lấy cái đó mà chạy xe nó về luôn. Tôi biết mà. Tôi mới vừa ăn cắp bà nè. À, tôi lấy nhà mới ra. Mình đi 10 phút thôi à. Là cái chỗ mình để xe bán rồi. Tại vì mua xe bán xe cũ á. Để bán. Tại cho mẹ có nhập 100 giờ đi bỏ lại là xa. Đi đâu, chạy, chạy xe chạy ngược lại ủa sao nó biết hai chiếc mới trăng đẹp quá ha khen nữa chứ giống xe mình nữa chứ cái gì nó đủ xe mình lên lại là ngược theo luôn ngược theo là chỗ ánh sáng rồi cuối cùng chọn ánh sáng nó rượt tới nhà nó lủi xe chị vô trong cái gara nó đóng lại không đậu ngoài không đậu ngoài đậu ngoài gara rồi nó chạy vô. Gọi em nói gọi sáng sáng nói ok bây giờ đại khái bao lâu phút đâu 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 hô lâu nó hoài. Thế nó nói ok bây giờ tao đã bắt nó được rồi, tao thấy cái xe đâu rồi, bây giờ mày cứ chạy lại cái con đường đó ngay đó đó đó. Thì mình chạy lại thì mình thấy cái xác bao nhiêu của nó hết rồi. Mà nó chưa có kêu cái thằng đó ra thôi. Nó kêu mình lại, rắc cái này có phải xem mình không? Em bị nó đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó nó chở chị với viên trong xe cảnh sát á, nó biểu mình ngồi trong đó nhìn ra thôi. Nó mở nè pha khổng lồ nè, pha lợi chiếc xe mình á. Đó, cái mình nói đó đúng chiếc xe mình. Rồi bắt đầu nó mới lại làm việc đó. Nó gõ cửa với người đó. Chị tự nhiên từ từ cũng hay cái phần hơn quá ha. Mới lên chị ra biết mất rồi. Rồi cảnh sát cho mình nghe chứ biết đâu biết mình. Tại hai chiếc giống hệt nó chạy ngang ngược chiều mình. Rồi cắt ra bằng cái nhà, hai bằng nhà. Vừa lấy ra. Ừ, rồi anh chị đi về. Nhưng mà lâu quá là đâu biết đâu. Thì đó mình đi bộ lấy xe về tại xe anh biến bỏ vào đường bán á. Mình đi bộ ra để chạy xe về. Anh bỏ xe vào xe mình đi lấy xe. Lúc đó mình chạy chứ là mình chạy lấy về rồi. Đó. Trên đường về nhà cắt trên đường ngược về. Nó chạy đường này mình chạy ngược về nhà mình. Bạn lại đi theo nó. Thì vừa đi vừa gọi nhá. Nó băng cross bên cái đường bự nó vô cái đường nhỏ nữa vô cái này bự hết đó mình gọi là nó đâu biết mình ba lô nó không à, bỏ hơi đó chạy vô thì nó biết mình rước về nó hoài nó thấy không nãy theo hoài là nó chỉ biết vậy không thành ra hai chiếc nó tẻ ra hai bên hai chiếc mất sang nó chạy ra hai bên đó rồi mà biên lost mà cảnh sát biên cũng diễn tả là nó chạy hướng bên này bên kia trên đường gì gì vậy thì cảnh sát mà nó canh cái khu vực đó là nó bảo đảm chính liền hai con hai vợ chồng luôn hả mình đâu biết ai bốn đứa rồi nó anh biên anh rớt chị xuống tại vì nó chị phải gọi tại mình đâu có điện thoại đó dài cái gì đó bờ vậy đó biết bờ cái mình mới xuống đây bờ gõ cửa bà đó gặp bà Mỹ Trắng cái bà đó hỏi gì tôi nói mình cũng sợ là bập nói có xe cái thằng đó nó chặn xe tôi mà giờ chồng tôi đang ngược theo mà tôi không có điện thoại gọi cảnh sát cái bà vô nhà bà lấy cảnh sát bà gọi phone cho chị thì cảnh sát lại cái đó
là hỏi chị, cái cảnh sát nó chở chị đi chung luôn đó. Rồi bắt đầu liên lạc, cái nó nói bây giờ gọi nhân viên đi, là bây giờ đã tìm được cái thằng nó đậu xe chỗ đó rồi, nó chạy vô trong đâu bắt được ha, nó đậu ngoài. Cái nhân viên chạy về nhà, cái cảnh sát lại nhà chở viên đi lợi chỗ đó, còn chị thì đi xe kia với cảnh sát. Gõ cửa bà này, vợ chị đâu có điện thoại đâu mà gọi, bà gọi giùm mình cảnh sát cho mình. Nãy giờ đi đâu chứ, đâu đi đâu hả? Đi mà. Ở đây cho thuốc. Trời đất. Ủa, không có ghiền thuốc mà đi đâu dữ vậy? Không có thuốc đâu à. Anh đâu có ghiền thuốc mà. Đây có đụng dự. Ủa sao anh mở sửa tới giờ không thấy anh nha. Mở tăng lên nữa đó mà sao kỳ dữ. Kiếm gì bé? Cái phòng đó là tăng 75 độ đó. Quá xanh quá đỏ thì đúng rồi. Rồi bấm auto. 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 Chỗ nào tắt. Mà bấm cái nút màu đỏ là mới hít nha, nó có hai cái đốm xanh và đốm đỏ tròn dưới, bấm vô cái đốm đỏ là hít, còn đấy, bấm bấm cái đốm thôi không cái ý hít hả, nó có đốm xanh và đỏ. Vợ chồng ông ra đây chơi nè, ra đây chơi cũng ra đây chơi, cũng ra đây chơi đấy. IC bước IC đi, bước đây để ra tăng lên, không sống được với ông nóng là không quen tay. Đây ở nhà thì nghĩ ra đi ra đi đâu các bạn cũng tức xem chút xíu vô đây. Ừ, này sao? Cao nãy gọi lên nè, ra đây mày đi chơi đó, cá không. Qua sao ngủ hay chồng không anh? Chạy lên nó chạy nhỏ nó là ai à, nó nghe quen anh, nó biết anh, nó có tại anh nhắn bản với anh này mà, phải không? Anh có thuông đâu nè, là cùng nhóm đó, vậy là biết rồi. Tại lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Bà ngủ lên khỏe hả? Bà vẽ mang bà thương lắm, trời ơi. Không có đêm nào mà đi dưới 2 giờ đó. Cái sáng trong áo. Cái áo lên ok. Vậy nè. Thấy ngon. Thằng Phương á, không có đêm nào mà dưới 2 giờ đó. Hai chị em nương, hỏi đứa chắc là cỡ em ăn là dưới là nhiều hơn. Ừ. Hai chị em dùng. Thật ra có nhiều đó, lúc mấy cái đứa mà nhân không có nhiều. Có người á, ăn với nhà càng luôn nữa. Em có mấy người bạn, mấy đứa bạn nhỏ nha, nha càng được nè. Nó ăn bà ăn sáng luôn, nó ăn cái này ăn bà ăn sáng luôn. Mấy cái nhỏ này nha. Đó bởi vì bữa nay gửi hình cho nó trời, nó mùa này ăn câu quýt thèm quá. Bữa nay đây bữa nãy có chụp hình không anh? Cũng đâu quá, còn tương ăn đâu. Có chụp hình đâu, khó lắm á. Tháng này tháng tới hết không biết. Rồi bây giờ nó lên. Lạnh quá mình đâu có đi được. Dạ, chú nó sẽ đông hả? Ôi, hồi sáng gì đi á, nó bốc hơi lạnh từ cái mặt nước lên á. Mấy độ mà chị quay phim hồi cái bị cái vụ lưới á, chị rung như nè, quay phim nó rung cái tay, cái đùi nó không cảm giác nữa rồi. Anh ơi chở đi vô. Thì vô chú nắng nắng á. Thấy cảnh đẹp lắm. Đang quay những cái cảnh mà ốc nước lên nó đẹp tuyệt vời. Mấy tháng hè kìa, thường đông đi bắt phơm cái ảnh là trời ơi đẹp, nó vàng vàng mây rồi đó, nhìn xuống nước nó đẹp. Đẹp quá. Cái chỗ đó thơ mộng. Đưa lên Facebook là nó đồ hay cái gì. Cuối giờ mà thấy dưới hồ mấy trăm chiếc tàu á. Lên thế nè, coi đốt báo, bị đốt báo đó. Nghĩ cái sao cực không? Lâu lâu rồi, 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 lâu lâu rồ
bắt y vậy nhưng mà cái nước ngon lắm. Người ta nó cũng giống vậy đó, nhưng mà cái anh em á, mình không có lá ổi, người cái khẩu vị có lá ổi ngon á, ngon cái này không ổi, cái loại này không ổi được, nó khác rồi. Ông cu, ông cá cu vậy, cu mình á. Lá chanh thì đúng. Lá chanh đúng rồi, lá chanh là ổi được. Thấy nó ở dưới đây quay nó làm, nó bỏ lá chanh cái gì đó. Lá chanh là ổi đúng rồi. Lá chanh cái nhỏ nhỏ gì nè. Một xíu nè. Lá chanh thái mà cái màu lá của nó. Cái màu lá của nó là màu lá giống như màu xanh 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 màu túi. Vô anh Khải. Lá chanh này môi nó cũng bị hơi ấy luôn á. Thôi giống như nó mặn quá đó. Dạ thì nó mướp hơi mặn. Mướp mồi á. Nó đậm đà. Tại vì nó thấm. Tại vì bia giúp cái nước nó. Bây giờ nó đâu. Chưa, này còn ăn là qua. Đại ra máu được. Đà nó cơm thì ngon mà ăn không là. Nhưng mà để lâu á là mình mới cắt nước để riêng. Chẳng qua để. Giờ nó xoa vô con tôm rồi. Nó làm sao đây mà. Đúng là nó như vậy. Để lâu là cũ là nó hấp chưa? Bây giờ nó là. Hồi nãy hồi chiều không có mà hồi chiều không có nó thấm nó ảnh xào lên hay nó nhắc anh lắm. Tại vì lúc mà anh thử vừa ăn rồi lâu rồi nó mặn rồi. Tại nó xoa nó đơn giản chút xíu. Rồi kia phải không? Rồi cái chén súp mình để cái bên này mình lậu cái mình chấm mình ăn vừa, từ từ nó thấm chứ còn nó vừa ăn rồi là ăn cái gì nó sẽ mặn. Em sao là em sao em hay nhắc anh để nước vô luôn á. Em hay cứ nhắc anh. Vừa ăn cái chén này em vớt ra, nó thấm rồi là em vớt ra liền nước em để riêng. Chứ lậu chứ chấm cho cái nước đó. Này cảm ơn nha mẹ. Ngon. Cái con này á không thích này. Trời ơi. Cái thao bự đi. Cái tôi lỡ lỡ tôi đi ăn tôi đem theo cái thao bự vậy nè, sao bự vậy nè. Bán gì bán. Chứ kêu bằng hai tô ăn tô này cái tô kia nó hết ngon rồi. Đấy, tôi cũng đi về là thằng 3 tô, 4 tô uống nước lèo. Ăn các bạn. Ở ngoài nương ở ngoài đi ra ngoài anh đi có một cái tổng cầu vệ sinh nó có cái hộp mà nạp cái gì anh đi rồi nạp cái gì đó rồi đi dễ rồi chứ khó nữa có ở đây có mà ở đây nè thì chúng cậu nữa nó có một hộp á lấy ra cho ổng chùi tay đấy ăn mà ăn mất bắp thì đã lắm chứ ăn chùi tay này ăn xong rửa tay với mấy lần cái này lấy chỗ chơi chanh chanh sữa chanh cà phê á chanh nó ngầu lắm à ngầu ở dưới này nè chú hốt đóng lên cái bịch á cái này mà anh ăn cái đó dính tay á cái này là dính tay đó nó mỏng phải không mà mấy cá làm sao ngày nay cái này chanh nè đi xuống dưới LA cho một lần nó để chảy cái bàn nó chảy đi lông hết trơn nó cho mình bao tay cặp ngang rồi cho kiếm rồi đây lấy đó tôi lấy cho xa lắm à không biết đường đi đâu em nghe ta làm rột rột trước kìa thiên này lấy đi ra tôi ủa lần đầu tiên mới thấy cái này đó làm tới bên bước có ba bước tới mẹ nó rồi cái đó vô sáng được tới được cái đầu mà quyết chúng ta để cái đó
có ăn uống ăn nhậu gì đâu mà lấy. Không biết ông ta hả? Đậu nói, ủa chơi lấy đó, có ông anh không có. Ủa, sao đi nhanh trở về liền. Cảm ơn anh. Bữa nay là hết muốn uống rồi. Ăn qua nhiều quá, nhiều. Mà ăn còn nhiều nữa. Ăn nhiều. Ngồi quá trời. Ngồi ngon ngon không. Đấy, anh này còn nói đi xuống dưới ăn cho trời hết rồi. Em khó được, em sao em nữa. Hồi nãy thôi. Em dưới ngồi ăn. Hồi nãy thôi, trước khi vô đây. Hồi nãy trước khi ra đây hả? Ừ. Sao quá, sao lại cứ tự nhiên gà vô. Chú cá không chú, đây chị bắt cho. Dạ. Em pha cho anh ta xin ăn không? Uống cái gà chả luôn, quá uống em. À mà nó thơm lắm, mà uống một mình nó rất là thơm cái điệu này. Và dài chị Nam ở với anh em? Đứa con. Em gái. Gái là em trai hai đứa. Đứa em trai. Đứa rỗng rồi mày. Mất đâu rồi. Đi rồi, đi đâu rồi. Nè anh mấy ơi, nước đá hết rồi nè. Anh gì? Anh đang gần đầu lấy hoài thì xa rồi, gần gần quá. Nè anh đặt chai lấy đi. Đi cho ăn xuống một ăn. Ờ, dạ. Yeah. Ừ. Đi xa quá. Đi xa quá anh học giả mở. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại khi sau. Coi ngày mai mình làm gì ha, lát mình có xuống casino hay không. Ok, we ready back, go back home. On the, oh, actually on the way. We leaving Reno actually. Ok, bây giờ mình tụi này phải đi về rồi khỏi Reno, đi trở lại Sacramento chút xíu. Để đi Hercules. Bye Reno, see you next time. So many years I haven't been here. Thắng băng gì kìa. Thương gì đâu. Thắng băng mà dùng này là cây này không à. Reno là như vậy. Goodbye Reno, see you next time. Bye. Hẹn gặp lại. Ủa vậy hả? Rồi rồi, nó no more rồi. Bây giờ no more rồi. Yeah.